Xin chào, tôi là bác sĩ Phạm Xuân Kim. Xin chào các bạn. Hôm nay dịp Noel và đầu năm 2020, chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, luôn trẻ đẹp, xinh tươi và thành công trong cuộc sống. Hôm nay với clip này tôi muốn chia sẻ về hút mỡ an toàn. Thế thì hút mỡ an toàn là gì? Là trong cái tiến trình hút mỡ với những cái phương pháp truyền thống, tức là với động tác tiến lên lùi về, tiến lên lùi về, cộng với lại những cái công nghệ làm cho cái khối mỡ nó tan ra. Vậy thì trong hai công nghệ đó làm sao đảm bảo được an toàn? Như vậy, nó nằm ở chỗ hút mỡ an toàn là hút mỡ dưới phương pháp mà các bạn vẫn còn tỉnh. Bởi vì sao là như vậy? Bởi vì nếu như hút mỡ mà gây mê, có nghĩa là trong lúc mê người ta phải thở cho các bạn, và đồng thời người ta phải làm giãn cái cơ thành bụng ra. Thế thì cái đầu hút mỡ đó, cái động tác hút mỡ đó, nó sẽ không làm cho cái người phẫu thuật viên cảm nhận được cái khối mỡ, tức là cái mật độ chắc của mỡ và mật độ của cơ nó khác nhau như thế nào. Vì lúc đó cơ nó đã được giãn hẳn ra rồi. Thế thì vô tình cái đầu hút đó có thể nó đi qua cái lớp cơ, nó làm vỡ cái lớp cơ, hoặc đôi khi một vài cái biến chứng nó xảy ra là đi vào trong cái ổ bụng. Do vậy trong tiến trình hút mỡ, nếu như được hút mỡ dưới tiền mê thôi, có nghĩa là các bạn vẫn còn tỉnh, các bạn ngủ nhưng mà gõ gõ như vậy các bạn lại tiếp chuyện với lại bác sĩ được, thì cái cơ bụng á, cái cơ thẳng bụng cũng như cơ chéo bụng á, nó có cái độ căng riêng của nó, và cái độ căng đó nó giúp cho cái động tác cũng như giúp cho cái cảm nhận về cái đầu hút mỡ là mình biết khi nào nó đang nằm trong lớp mỡ và khi nào nó đang nằm trong lớp cơ. Và điều đó gọi là hút mỡ an toàn. Có nghĩa là trong cái hút mỡ đó không, chắc chắn là không bao giờ đi vào lớp cơ được. Bởi vì cái đó mà khi đụng vào lớp cơ là các bạn sẽ có một cái phản ứng khác, và cơ nó cũng có phản ứng co lại ngay. Cho nên trong cái tiến trình hút mỡ thì cái phương pháp chọn lựa nên là phương pháp chọn lựa hút mỡ dưới tiền mê, tức là không có gây mê. Và dĩ nhiên hút mỡ xong thì các bạn cũng phải mặc đồ định hình để cho nó bó gọn cái cơ thể lại, cũng như những cái vùng cơ thể mà mình mong muốn trước khi hút mỡ. Lưu ý sau cùng là hút mỡ không phải là một biện pháp giảm cân. Nếu như các bạn có ý định giảm cân thì phải chọn lựa một phương án khác, hoặc vừa phối hợp hút mỡ vừa phối hợp với phương pháp giảm cân, để chúng ta làm cho cái lượng mỡ nó đang lưu chuyển trong máu nó được giảm xuống. Tóm lại trong cái clip này, trong cái clip nói về hút mỡ an toàn, tôi muốn nhấn mạnh đến phương pháp vô cảm an toàn, đó là tiền mê. Có nghĩa các bạn ngủ nhưng mà gõ gõ như vậy các bạn thức dậy, mục đích là để cho cái khối cơ nó cảm nhận được cái đầu hút có chạm vào nó hay không, cũng như bàn tay của người bác sĩ có đưa cái đầu hút đi quá cái lớp mỡ hay không. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.